Thưa quý vị, Đảng ủy quân sự huyện Thoại Sơn vừa tổ chức hội nghị phiên cuối năm tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều chủ trì hội nghị. Năm 2022, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện và cấp ủy chỉ huy các cấp đã lãnh chỉ đạo điều hành lực lượng vũ trang địa phương huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2022. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ tuyển quân giao các đơn vị đạt 100%. Chỉ đạo các địa phương tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 5 xã thị trấn và diễn tập chỉ huy tham mưu quân sự huyện theo đúng kế hoạch đảm bảo an toàn hiệu quả. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều đề nghị Đảng ủy quân sự huyện chủ động tham mưu cho huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện lãnh chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2023, tiếp tục quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tham mưu hiệu quả công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023, tập trung đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.